Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 10 tác phẩm truyện Dòng đời nổi trôi của tác giả Tuấn trên diễn đàn VOZ Forum. Có một chút tư tưởng di truyền lại ở đa số võ sinh. Khi mới bắt đầu làm quen với đối luyện thì thường là lo sợ và e ngại. Quen dần một chút thì bắt đầu manh nha tính hung hăng, ăn thua. Bắt đầu quen thực sự, thì lúc này lại cố đánh làm sao cho áp dụng được nhiều nhất các kỹ năng vào trận đấu để rút ra kinh nghiệm. Thời kỳ này có thể gọi là quá độ trong quá trình đối luyện. Đến khi đã coi việc đối luyện như cơm ăn nước uống thường nhật hàng ngày, thì sẽ là lúc các võ sinh phải đối mặt với bài toán kiềm chế và kiểm soát cảm xúc của bản thân. Nhiều người có thể thắc mắc đặt ra câu hỏi rằng đánh nhau nhiều, luyện thực chiến với nhau nhiều, thì phải dày dạn thêm chất keo băng lạnh trong đầu. Cớ sao còn phải lo sợ bộc phát cảm xúc, đánh mất bản thân làm gì? Đơn giản là sự say máu, hiếu chiến, nó là một dạng bản chất ẩn sau phần con của mỗi con người. Một ngày hè nóng nực, bạn đang tập trung làm một việc gì đó mà lại bị mấy chú phi cơ mũi vo ve lượn lờ đào tốc trước mặt, rồi bỗng nhói một cái vì bị cây kim đầy lông lá trên mình đó xiên vào da thịt. Ngang nhiên cướp mất vài phần trăm cc tinh túy của bản thân, rồi để lại di chứng là những mề đay đỏ ửng, thỉnh thoảng lại phải nhờ tới những vảy sừng móng tay cày xới vì cơn ngứa dâm gian, khó chịu mà nó mang lại. Hẳn là đa số mọi người sẽ tìm cách xua đuổi tiêu diệt được bằng mấy con phi cơ xa hình giặc lái này. Có người dùng nhang mũi để đuổi chúng ra khỏi phòng, một số khác có thể dùng thuốc xịt vừa đuổi vừa kết hợp để đầu độc chúng. Cũng có một số nổi hứng rình rập đập bằng được số mũi đó bằng tay không, để hà hê khi nhìn và ngửi những vệt máu đỏ tanh lợm chám trên lòng bàn tay, túa ra từ những cái bụng nát bấy chứa đầy trứng con của mỗi cái. Thêm một số khác nữa thì dùng vật điện khua khoáng ngang dọc càn khôn, nghiến ngấu dí nút công tắc cho đến khi những tiếng lép bép kết thúc, chỉ còn lại một mùi hăng hắc khen khét tỏa ra từ những phần thi thể đã bị đốt cháy tới khô đét quằn queo. Và khi tất cả những cơ số con người nói trên đã nhàm chán với cách thức hạ sát của mình thì một vài cá nhân trong đó và một thời điểm rảnh rỗi tùy hứng có thể sẽ nghĩ ra những độc chiêu sáng tạo hơn nhằm thỏa mãn cơn tò mò, đậm tính sát chiến của mình. Nhớ lại chính bản thân tôi trước đây trong thời gian ôn thi cấp 3, hình dung lại cái vẻ say sưa thích chí khi tóm sống những con mũi vo ve làm phiền mình bằng cách dụ cho chúng đốt rồi úp sọt bằng nắp bút. Qua vài lần quá lực đập chết ngay hoặc thiếu lực để chúng tẩu thoát, tôi cũng tìm ra cách đập làm sao cho bọn mũi này không chết mà chỉ nằm thẳng cẳng ra không bay được. Hà hê nhìn cả dàn gần chục mạng lăn ra dãy rủa, những đôi chân mảnh như là lông tơ, kích thích khi mỗi lần tôi dây trích thức kẻ xuống là một lần cắt lìa từng bộ phận trên cơ thể của chúng. Vẫn nhớ quy trình đi từ chỗ đau ít đến đau nhiều. Phần đầu tiên của giải phẫu bao giờ cũng là đôi cánh. Mỗi lần kéo phăng chiếc cánh ra là những đôi chân lại dãy lên đạp đạp như thể mời gọi sự hành hạ của tôi. Muốn là được, tiếp theo chính là những chiếc chân này. Mỗi chiếc cắt làm hai lần để gia tăng thêm mùi vị cũng như thời gian thưởng thức sự đau đớn. Nhưng mặc nhiên bao giờ tôi cũng để chừa lại một chiếc chân duy nhất. Lý do vì sao làm vậy sẽ được làm rõ ở phần dưới. Đến phần đau đớn áp chót, theo tôi nghĩ chính là chiếc vòi hút. Cái cây kim đầy lông lá đã từng xiên vào da thịt tôi, nay bị bẻ gập lại làm đôi một cách từ tốn, chậm rãi bằng cây nhíp nhổ lông. Cả cơ thể con mũi nghều ngào lúc trước giờ chỉ còn trơ lại phần đầu, đuôi và những mũi nối chân ở phần thân. Những con mũi đổ gục xuống một bên vì không còn đủ chân và cánh để giữ thăng bằng. Tôi gạt tất cả chúng lại vào một góc bàn, không giết mà để kệ những chúng nằm phơi thây, tận hưởng nỗi đau đến từ mọi góc cạnh trên cơ thể. Thời gian đồng hành cùng với sự đau đớn ngậm nhấm dần sự sống của bọn mũi, không chỉ đến một khoảng thời gian cụ thể, khi tôi chạm vào cái chân duy nhất còn lại mà không thấy nhúc nhích gì nữa. Ấy là khi chúng đã tận hưởng xong xuôi, trọn vẹn nỗi đau đớn cuối cùng trong đời. Một nỗi đau ghê rợn đến từ cơn đau thể xác và quãng thời gian dài lê thê phải chịu đựng khi những cơn đau ấy dồn dập, cộng hưởng lại với nhau. Tất cả những điều đó đều được tôi lập kịch bản, tự tay đạo diễn và thực hiện như một trò chơi tiêu khiển. Cái gì đã khiến tôi làm như vậy? Vì tôi ghét bọn mũi, cái đó là dĩ nhiên. Vì mũi thì ai mà chẳng ghét, nhưng giết thì cứ giết thôi. Tại sao lại còn phải giết theo cách dã man như vậy? Đơn giản vì nó bắt nguồn từ sự thôi thúc của phần con trong con người mỗi khi tiếp xúc với mùi máu, mùi hiếu chiến và tàn sát. Nó luôn gào thét, đòi hỏi phải khát máu hơn, hiếu chiến hơn, ác sát hơn nữa. Người ta nói con người là động vật tàn ác và khát máu nhất là có nguyên nhân xác thực của nó. Có một số việc, nếu làm lâu,
làm mãi có thể dễ sinh nhàm chán và hời hợt, nhưng riêng việc liên quan tới tính sát và chiến thì phải trừ nó ra. Nhìn nhận dưới góc độ bản chất tiền sử của con người sẽ cho ra kết quả ngược lại. Càng đánh nhau, càng hung hăng, càng hiếu chiến thì càng say máu. Những tên lưu manh côn đồ là ví dụ trực quan sinh động nhất cho những điều trên. Con người muốn trở thành một người đích thực thì phải nhờ ý chí và ý thức hệ tương quan với não bộ để làm chủ bản thân, khống chế cảm xúc để kiểm soát phần con trong cơ thể. Đó là lý do vì sao võ học lại ra đời. Ngoài việc phổ cập khả năng chiến đấu để võ sinh tiếp xúc, dần hiểu được tính sát chiến, thì việc quan trọng hơn mà võ học cần làm chính là đem cái đạo mang tư tưởng làm người ẩn trong môn phái để khắc chế và kiểm soát tính sát chiến kia. Trước khi đến với karate, trong gần 3 năm tập luyện boxing, tôi hầu như chỉ chú tâm cốt sao cho ra đòn trúng đối phương, để ý cách đánh làm sao cho thật hiểm hóc và đôi khi còn nghiền ngẫm tưởng tượng thêm một số tiểu xảo khi đánh nhau ngoài đường. Mặc dù thầy boxing có nhắc đến mục đích cốt lõi của việc học võ là gì và quan trọng như thế nào đối với người luyện võ, nhưng với đa số anh em trong câu lạc bộ, tiếp xúc với một môn võ thực dụng đối kháng, luyện tập với nhau chan chát như cơm bữa, thì việc ngày qua ngày hăng say, ăn thua với nhau để tăng tua level là điều khó có thể tránh khỏi. Chỉ từ khi miễn cưỡng đến với cái võ đường karate này, rồi vô tình cảm mến tư tưởng không thủ đạo, tôi mới nhận ra mình còn thiếu sót những gì, đang tồn tại những nhược điểm gì mà mờ mờ ảo ảo bấy lâu nay tôi không hề hay biết. Ngày càng thấm nhuần cái đạo của môn phái, để đến hôm nay khi được nhận lời thách đấu từ một tay đánh đồng cân đồng lạng như thiên, tôi vẫn còn có thể lắng đọng cơn sát chiến trong lòng mình xuống mà bình thản trả lời. Tôi vẫn còn phải hoàn thiện nhiều đòn thế lắm, nên có lẽ hiện tại chưa thể đấu với anh được. Tay thiên hơi nhíu mày, nhưng khuôn mặt lại nhanh chóng giãn ra, nói bằng một giọng đắc chí. Không sao, có gì mà cậu lo lắng đến vậy, cậu vẫn có thể dùng quyền anh để đấu với tôi như lần trước mà. Hơn nữa lần này tôi cũng sẽ đánh biết điều hơn. Nụ cười nhếch mép gần lên, khép lại câu nói với thái độ đầy ngạo khí. Có vẻ kiểu cách khiêm nhường bất thường của tôi đang làm cho gã lầm tưởng rằng tôi vì sợ gã mà tìm cớ thoái thác. Hay cho một gã đai đen trong môn phái mà tôi rất cảm phục vì tinh thần hòa bình lấy thủ làm gốc như karate. Điều này có thể lý giải vì sao mặc dù đã lên tới đai đen, nhưng trình độ của gã cũng chỉ xem không hơn là bao một thằng mới học đánh nhau có gần 3 năm như tôi trong trận đối kháng lần trước. Tôi cười khẩy trong suy nghĩ, ngẫm theo thuyết, các yếu tố giới hạn của bản thân, thì tên thiên này còn lâu mới có thể tiến xa, tiến nhanh được trong con đường võ học này, hay thậm chí là cả những lĩnh vực ngoài đời sau này, nếu còn mang trong mình cái tâm lý tự kiêu, vận cả sự cao ngạo ra ngoài vỏ bọc ngoại hình, từ cử chỉ cho đến thái độ như vậy. Cái biết điều của anh thực sự vẫn làm tôi lo lắng lắm. Hơn nữa giờ đã chính thức là một võ sinh của môn phái, nên tôi cũng không muốn mang môn võ nào khác ra để phục vụ mục đích đánh lộn. Tôi tiếp gã bằng một thái độ hờ hững. Tay thiên trầm ngâm, dường như nhận ra thái độ không thỏa hiệp của tôi, nên đành miễn cưỡng đáp lại. À, rồi. Nếu cậu đã lo lắng tới mức như vậy thì tôi cũng không ép nữa. Tại đây cũng muốn khuyên cậu, từ giờ cho đến khi hoàn thiện động tác đủ để đấu với tôi, thì chỉ nên tập trung, lo tập luyện thôi. Còn những thứ không cố được thì đừng có ham hố. Không có ai ho gì đâu. Câu nói cuối cùng thoát khỏi cửa miệng ghít ghịt bởi cái gằn giọng mà gã dành cho tôi khi như vô tình ngách mắt ra xa về phía Ngọc đang đứng. Ra là thái độ khiêu chiến của Tay Thiên không đơn thuần chỉ vì vết thương trên mũi trong trận đối kháng lần trước. Sâu xa hơn có lẽ là vì một tác nhân khác bên ngoài, đó chính là Ngọc. Lời thằng bạn đồng môn cảnh báo tôi cách đây không lâu có vẻ khá chính xác nếu so với tình hình hiện tại. Tình ngay lý gian, tôi và cô nàng Ngọc kia chẳng hề có một chút vấn đề gì với nhau. Nhưng dưới con mắt thiền cận mù quáng vì tình như Tay Thiên thì tôi vẫn là chướng ngại, là vật cản mà gã cần vượt qua hoặc đạp đổ trên con đường tìm đến trái tim của Ngọc. Con đường mà ướm theo lời thằng bạn đồng môn thì khả năng Tay Thiên có chạy cả đời cũng khó để tìm ra cái đích mà gã mong muốn. Thôi thì cứ mặc kệ no vậy. Đối với tôi, Tay Thiên đơn thuần cũng chỉ như một thứ gia vị mắm muối giống thằng Đạt ngày trước. Nhờ gã mà những ngày lên võ đường sắp tới với tôi có lẽ sẽ có thêm một chút dư vị mặn mà, đến từ những tia nhìn hung hăng hay thỉnh thoảng là những lời thách thức khiêu chiến cao ngạo tỉ như ngày hôm nay. Ờ rồi, có gì thì về nhà gọi điện nhắn tin tâm sự sau anh Thiên nhá. Lát nữa em định đi đấu với ai vậy Mi? Tôi đáp lại cụt ngùn, chấm dứt màn đối khẩu nãy giờ bằng một thái độ bâng quơ, perfect. Da mặt của Tay Thiên xa sầm, tím ngắt lại vì những lời gằn giọng đe dọa nãy giờ của mình bị đối phương hờ hững bỏ ngoài tai, không thèm để ý tới. Gã không nói gì thêm, nhếch mép cười gằn, xoay mình bước đi.
Vẫn những bước chân trầm ổn, ngạo nghễ mà những nữ võ sinh nơi đây hẳn sẽ cho rằng đó là những bước chân phiền vũ, bay bổng của một tay võ sinh khoáng đạt và lãng tử. Em đấu với Ngọc. Còn đang mải đánh giá sơ qua những yếu tố về tay tiên thì câu trả lời ngắn gọn của Mi ngay lập tức khiến cho tôi phải lưu tâm. Tôi hỏi lại Mi một lần nữa để xác thực lại những gì đang nghĩ trong lòng. Em đấu với ai cơ? Ngọc á? Là Ngọc nào vậy? Lớp này có mấy người đều tên là Ngọc thì phải. Mi không vội trả lời, trầm ngâm dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi, dò xét một hồi, đoạn mới cất tiếng. Sao tự dưng nghe đến cái tên Ngọc lại làm anh quan tâm như vậy? Là sao vậy hả anh? Đối thủ của em chính là cái cô nàng Ngọc kia kìa. Em thách đấu và cô ấy đã nhận lời. Tôi dõi theo hướng nhìn của Mi. Còn sai vào đâu được nữa, đó chính xác là cái cô nàng cá cầy, người thường tập kèm cũng như là người luôn khắc khẩu với tôi từ lúc biết nhau cho tới bây giờ. Tôi không biết nên nói gì thêm với Mi nữa. Mà dù thừa hiểu cái lý do Mi thách đấu với Ngọc hoàn toàn không phải vì chuyện luyện tập thực chiến như bề ngoài của nó. Tôi thì đành hy vọng rằng sau chuyện này, cả hai có thể giải quyết được phần nào thái độ kiêng mặt nhau từ trước đến giờ vì những lý do không đâu. Mà phần lớn này sinh là từ những nguyên nhân vụn vặt liên quan đến tôi. Trung gian ngây thơ vô số tội là tôi, chính là điểm mấu chốt sâu luồn xỏ lỗ lên cái mớ xích mích bòng bong giữa Mi và Ngọc. Tôi mang theo vẻ mặt vô can bước tới gần chỗ Ngọc. Cô nàng lúc này đang đứng ôm tay vắt vẻo nói cười cùng hai ba cô nàng võ sinh khác. Ê này, ra đây tôi hỏi nhỏ cái này. Ngọc ngoảnh lại nhìn tôi rồi vô tư đáp lời. Sao, có chuyện gì vậy? Cứ nói luôn ở đây đi. Hình như cô nàng không có ý cách ly khỏi cuộc tám với đám võ sinh nữ. Tôi cũng chẳng quan tâm, vào đề luôn. Cô nhận lời thách đấu với Mi à? Ngọc chớp mắt biểu cảm, tỏ vẻ đã hiểu mục đích của cuộc nói chuyện, thong dong trả lời. Chuyện bình thường mà. Khác hạng đai thì đánh sao được? Phải đánh được thì cô ấy mới thách đấu tôi chứ. Biết thế nào được hay là không được. Vậy mà cô cũng nhận lời. Bạn gái anh xem ra còn tự tin hơn anh đấy. Ngọc cười khẩy tôi. Tôi cũng hết nói nổi với cô nàng này. Tóm lại là đều chung cảm giác bất lực với cả hai. Thôi thì kệ mẹ cho hai đứa nó thượng sàn hạ chiêu với nhau, thỏa chí bốc đồng đi, tranh thua. Chỉ cần không ai bị thương tổn gì nghiêm trọng là được. Phụ nữ liễu yếu đào tơ, nhưng nếu được rèn luyện bài bản trong môi trường võ công chuyên nghiệp thì tốc độ phản xạ và ra đòn không thua kém gì đàn ông, thậm chí là còn lợi thế hơn ở khả năng độ dẻo và độ linh hoạt của cơ thể. Ngọc và Mi tất nhiên chỉ là những tay ngang, nhưng cũng không hẳn là hạng tầm thường trong chuyện học võ và đánh đấm. Nếu so với mặt bằng chung của đám nữ võ sinh ở đây, bề ngoài cả hai xinh đẹp và yểu điệu là vậy, nhưng khi lên sàn thi đấu thì lại khởi phát ra hình hài mạnh mẽ và khí thế tranh đấu quyết liệt, không thua kém gì giới nam nhi. Trận đấu chỉ diễn ra trong có 3 phút, nhưng mỗi giây trôi qua là liên tục các đòn đánh, né, quyền cước, hỗn hợp được tung ra, nhắm về phía đối phương, diễn biến với nhịp độ nhanh, quyết liệt. Nếu như Ngọc mạnh ở những pha cận chiến bởi lợi thế từ những cú đấm tầm trung, hạ karate đã được tập luyện nhuần nhuyễn, thì với Mi lại là khả năng công chiến tầm vừa và xa nhờ những cú đá nhanh và dẻo, một phần nhờ vào việc trước đây đã từng học taekwondo tới 3 năm dòng. Trận đấu căng thẳng cuối cùng cũng sắp đi vào hồi kết. Nếu quy về tính điểm trong trận thi đấu thì có vẻ Ngọc sẽ là người chiến thắng, vì lợi thế dùng đòn tay bao giờ cũng dễ tích điểm hơn là đòn chân bởi độ chính xác và tốc độ ra đòn. Những đòn chân thường đem đến sự bất ngờ và khả năng gây thương tổn lớn cho đối phương nếu đòn đánh ra chính xác, nhưng thường độ chuẩn xác của nó không cao bằng đòn tay, và khi dùng đòn chân thì sẽ dễ hở sườn, khả năng biến chiêu và phòng thủ kết hợp cũng không thể cao bằng những đòn tay. Kìa, chát, a. Còn đang mải suy nghĩ đánh giá về các đòn đánh thì biến xảy ra. Khi trận đấu chỉ còn vài chục giây nữa là kết thúc thì Ngọc bất ngờ ngã ra sàn đấu sau khi ăn trọn một cước khá mạnh của Mi. Thực chất đó hoàn toàn là một cú đá của môn taekwondo, cú đá xoay vòng 360 độ trên không, nên lực đạo mà nó phát ra nếu đúng động tác và ra lực thì sẽ rất mạnh. Chỉ cần vô tình trúng vào bất cứ phần nào trên đầu thì khả năng gây thương tổn cho Ngọc sẽ là tương đối lớn. Ngọc tất nhiên là bất ngờ trước lối di chuyển và động tác xoay vòng trên không khác thường ấy của Mi. Nhưng may mắn làm sao cô nàng vẫn kịp phản xạ theo bản năng, đưa cánh tay phải lên rồi cúi người đỡ đòn. Dù vậy, nhưng như tôi đã nói, cú đá này nếu trúng vào thân thể đối phương thì có thể để lại những thương tổn ở nhiều mức độ khác nhau. Nhẹ thì chỉ bị đau nhức vài ngày nếu trúng vào phần mềm, nặng thì có thể bong gân, gãy xương, trật khớp, đổ máu. Nặng hơn nữa thì được liệt vào mức nghiêm trọng. Nguy hiểm nếu cú đá đó đúng vào phần đầu đối phương, nó sẽ gây choáng bất tỉnh, chấn động não, tổn thương hệ thần kinh và thậm chí có thể dẫn tới tử vong nếu gót chân đập vỡ sọ não. Trong tình huống vừa rồi thì cú đá của Mi mặc dù thực hiện khá tốt nhưng lực đá có vẻ vẫn còn non. Thêm nữa là nó chỉ trúng vào cánh tay phải mà Ngọc đưa lên đỡ nên khả năng tay Ngọc chỉ bị phù nề, sưng tấy hoặc bong gân là cùng. Em có sao không? Tay phải có cảm giác gì không? Còn cử động được chứ?
Thầy sư phụ cùng các huynh đệ võ sinh quay vòng lại xem xét cánh tay của Ngọc. Một khoảng đỏ lựng hiện dần lên trên một khối sưng to bất thường nơi cánh tay. Đúng là chỉ bị phù nề sưng tấy như tôi nghĩ. Nhưng chỉ như vậy thôi, cũng đủ để Ngọc phế tạm thời tay phải trong vài ngày rồi. Những cơn đau buốt nhức nhối, tê dại sẽ còn hành hạ cô nàng thêm nhiều ngày đêm nữa. Chỉ sau khi thuốc đắp đã phát huy tác dụng thì cơn đau mới thuyên giảm hơn, cho đến khi cục sưng tan ra hoàn toàn, trả lại cho cổ chủ cánh tay nguyên bản trước đây. Em không sao đâu ạ, có đau một chút nhưng vẫn cử động được. Ngọc bình tĩnh trả lời sư phụ rồi chậm rãi rời khỏi sàn đấu. Mi cũng định bước theo hỏi thăm thì Tay Thiên bỗng từ đâu sồ đến, mặt mũi hùng hổ trợn trạo hầm hè chất vấn Mi. Sao thi đấu kiểu gì mà lại ra đòn như vậy hả? Đây là võ đường chứ có phải chỗ đầu đường xó chợ mà đem mấy cái thứ tạp nham mới ném vào đây nhá. Mi cũng không vừa, nhìn thẳng mặt đáp trả Tay Thiên. Đã tập đối kháng thì phải chấp nhận, những chuyện như thế này là bình thường. Bộ anh nghĩ ai cũng như anh, đụng cái đổ máu đã oang oác cái mồm lên kêu gào hay sao? Vài cái nhân mặt cười cẩy của một số võ sinh nam xung quanh vang lên. Đây chắc đều là những thành phần không ưa Tay Thiên, khiến gã càng thêm tức giận, mặt đỏ như vang, tiến lại về phía Mi. Tôi nhanh chóng xuất hiện chắn trước mặt Mi, ánh mắt không kiêng nể, nhắm hờ, ném về Tay Thiên những tia nhìn lạnh lùng đầy sát ý. Tay Thiên hơi khựng lại trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi. Từ vẻ mặt cho tới thái độ của tôi lúc này là một sự khác biệt hoàn toàn so với cái vẻ thờ ơ lãnh đạm trước đó. Gã thừa hiểu, chỉ cần tiếp tục bước thêm một bước, hoặc phun ra khỏi miệng những câu lăng mạ, là tôi sẽ không do dự lao vào, nện nhau trực diện ngay với gã. Sau trận đấu lần trước, có lẽ gã cũng đã đoán được phần nào thực lực của tôi. Mặc dù thái độ ban nãy của tôi có thể khiến gã hả hê, mà võ đoán rằng tôi e ngại, thậm chí là sợ gã. Nhưng chỉ qua có một khoảnh khắc chứng kiến khí thế và ánh mắt ngập tràn sát ý của tôi, tôi hiểu là hắn đang phải do dự mà suy nghĩ lại cái ý đồ đánh nốt hiệp giờ với tôi, như ban nãy gã cao ngạo tuyên bố. Đọc vị ra một phần tính cách và bản lĩnh của Tay Thiên cũng không phải chuyện quá khó. Vì nói cho cùng, ngoài một chút khả năng về võ vẽ đánh nhau ra, thì gã vẫn chỉ là một gã trai đơn giản như bao gã trai bình thường khác mà thôi. Cứ cẩn thận đấy. Tay Thiên lầm lì nhìn chúng tôi một lượt rồi quay người, bước về phía Ngọc đang ngồi ở phía đằng xa. Em không sao chứ? Nãy đánh có bị đau ở đâu không? Ê ẩm bị va chạm chút thôi, không có sao đâu anh ạ. Ánh mắt Mi nhìn tôi trìu mến, em dịu dàng khoác tay tôi, đi về phía hậu đài võ đường. Vừa rồi mà thằng Thiên nó gây gổ thì anh có đánh lại không? Tất nhiên là đánh rồi. Ái chà, là vì em sao? À không, anh đánh cho dặn gần dặn cốt đấy mà. À đau, véo với cấu. Với lại, thằng đấy anh cũng thấy gai mắt từ lâu rồi. Đàn ông con trai các anh chỉ toàn thích đánh nhau vì gái. Chứ gái cái gì mà gái? Thế em không thích vậy à? Không thì nãy anh ra chăn nó để làm gì? Em biết mà, chụt. Rồi ạ. Giờ cấm tự tiện hôn đấy, biết chưa? Chụt chụt. Tạm thời thoát khỏi vòng tay và những cái hôn cám dỗ của Mi, tôi nhìn về phía Ngọc đang ngồi. Cánh tay sưng đẫn đang được trùm bằng những túi đá, khuôn mặt thẫn thờ. Ngọc có vẻ mệt mỏi vì cơn đau từ vết sưng đang dần lan tỏa ra cả cánh tay và các khớp chi. Tôi chậm chậm bước lại gần. Có đau lắm không? Ngọc ngẩng mặt lên nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi lại nhìn xuống cánh tay của mình. Ai, cũng khá đau đấy. Không ngờ lực đá của bạn gái anh lại tốt đến vậy. Tôi lấy thêm một túi đá khác đắp lên tay Ngọc, đoạn giữ cho tay Ngọc đỡ mỏi. Cô nàng cũng không có phản ứng gì. Chắc hẳn cơn tê dại lúc này mới bắt đầu ngấm dần vào xương tủy. Nếu mi đá tốt thật thì cô gãy tay rồi cũng nên. May mà lực ra đòn còn non nên chỉ bị như này. Ai... Nát chắc là không đi được xe rồi đúng không? Ngọc không nói gì, chỉ đung đưa gật đầu xác nhận câu hỏi của tôi. Vậy hay để lát nữa tôi đưa cô về nhé. Vậy còn xe của anh? Ngọc nhìn tôi băn khoăn. Không sao, giờ tôi gọi bạn tôi qua lấy xe, rồi đi cùng đường về nhà cô là được. Ngọc có vẻ trầm ngâm, chủ trừ một lúc mới nói. Thôi khỏi đi, tôi gửi lại xe ở đây cũng được. Cô nàng thật ngốc nghếch hết sức, tôi phản biện luôn. Cô để mãi ở đây mà được à? Tay chân như thế này thì vài ngày nữa cũng chưa đi được xe đâu. Vậy còn bạn gái của anh thì sao? Anh không phải đưa cô ấy về nhà à? Bọn tôi không đi cùng nhau. Vậy cứ quyết định thế nhá. Tay chị không sao chứ? Mi bất thình lình xuất hiện, cất tiếng hỏi han khi tôi và Ngọc còn đang mải cò cứ câu chuyện của mình. Chỉ sưng tấy một chút thôi. Ê bà, sao chạy ra đây nhanh thế? Mi nhìn tôi giáo hoành, thong thả đáp lời. Em đi bình thường mà, chỉ là anh đang nhập tâm quá nên không để ý đấy thôi. Này, gây chuyện rồi còn ra đây làm gì đấy hả? Tiếng Tay Thiên oang oang đi gần tới. Hôm nay có lẽ là ngày đại kỵ của gã thì phải, vì hầu như suốt cả buổi tập lúc nào cũng chỉ thấy mặt gã tím tái xa sầm,
còn đâu khuôn mặt sáng sủa như ấn tượng của buổi nhập môn đầu tiên khi tôi đến với võ đường này. Tôi không thèm chấp nhận, chỉ chào Ngọc rồi gật đầu ra dấu coi như hết kèo vụ đưa đón vừa rồi. Đoạn kéo tay My ly khai luôn khi thấy cô nàng chuẩn bị có dấu hiệu cho một cuộc xung đột khẩu ngôn tiếp theo với Tay Thiên. My vùng vằng thoát khỏi tay tôi, dậm giật, trách móc. Anh làm gì mà cứ kéo em đi như vậy? Anh làm gì đâu, không thích đứng đấy nữa, nên anh đưa em ra đây thôi. Vâng, không thích đứng đấy, vậy ai vừa nhiệt tình đòi đưa người ta về vậy? My hậm hực chỉnh lại áo sống rồi nhìn tôi cười khẩy. Thái độ của My như vậy khiến cho tôi không hài lòng một chút nào. Dường như My đang đi ngược lại những gì mà mình từng tuyên bố. Ghen tuông một cách mù quáng khi hai đứa chưa là gì của nhau. Kiểm soát ra mặt khi bản thân tôi còn chưa xác định rõ tình cảm hiện tại và tương lai của mình đối với My là như thế nào. Bắt đầu nhe nhóm chỉ từ những câu nói đùa, dần dần quen trở thành nói thật và thể hiện sống chín qua nét mặt, cử chỉ và thái độ. Nhiều lúc tôi thực sự cảm thấy chán ngán cái tình cảnh lưỡng tính hiện tại. Cảm thấy sợ phải đối diện với My khi em cố gắng thể hiện tình cảm của mình bằng những cử chỉ áp đặt từ một phía, bằng những nụ hôn vụng trộm vội vàng và đôi khi là cả những gợi ý mời gọi về sách. Có lẽ đã đến lúc phải bộc lộ dần quan điểm của mình để My phải tỉnh táo mà nhìn nhận lại tình cảnh hiện tại giữa hai chúng tôi. Là anh muốn đưa cô ấy về đây, em còn thắc mắc gì nữa không? My ngơ ngác nhìn tôi như không tin vào tai mình khi chứng kiến thái độ thẳng thừng gay gắt bất thường của tôi. Đôi môi mấp máy, khẽ khàng thốt lên từng tiếng ngắt quãng. Anh đang khẳng định đấy ư? Vậy là anh thích cô ta thật à? Giọng My run run khi thấy tôi không còn nhún nhường hòa dịu như mọi khi. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng toát ra từ câu trả lời thẳng thừng đến phũ phàng ban nãy của tôi. Nhìn vậy lại thấy thương, sự mùi lòng vốn dĩ trong tôi bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy. Không, không thể để sự việc tái diễn như mọi lần được nữa. Chuyện hôm nay cần có một màu sắc mới để lái cái tình trạng giữa tôi và My theo một hướng minh bạch hơn. Tôi cần dứt khoát, cần mạnh tay hơn để đối phó với sự vô lý bản năng của My. Anh đâu có nói là thích cô ấy. Tay chân cô ấy như vậy thì anh chỉ muốn giúp đưa về thôi. Chỉ vì em cứ nhạy cảm hóa suy nghĩ của mình nên mới vậy. Thực sự anh chẳng hiểu nổi. Anh và em đã là gì của nhau đâu mà em lại cứ kiểm soát anh. Em quên là em đã nói với anh như thế nào về chuyện ràng buộc rồi à? Em càng như vậy chỉ càng khiến anh cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. Em làm anh chán ghét lắm mà. My ủ rũ sâu thẳm thả trôi câu hỏi mà đến chính tôi cũng không muốn trả lời. Đơn giản là sẽ làm em đau nếu tôi nói thật lòng mình lúc này. Tôi ngần ngừ trong im lặng, rốt cuộc đành phải dùng đến kế hoãn binh để bình ổn lại khối tình cảm trước đó của hai anh em. Không phải như vậy. Em đừng cả nghĩ, chuyện này để sau bàn lại đi. Để khi nào hai đứa mình cùng bình tâm trở lại thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Còn hiện tại anh không muốn nói tiếp nữa. Xử lý vấn đề tình cảm với My luôn là điều khiến tôi canh cánh trong lòng. Soi trực diện tấm gương lý trí vào tâm hồn lúc này, tôi quả thực có đôi chút thích My. Nhưng cái thích này nếu quy ra lượng thì chưa đủ để biến hóa cái tình cảm anh em bạn bè mà tôi vẫn dành cho My trở thành tình yêu. Nếu tính về chất thì càng rõ ràng nó không phải là tình yêu hay là một tình cảm khác giới nào đó. Kinh nghiệm về sự ngộ nhận với Trà giúp tôi nhận ra phần nào cái thích ấy, nó mới chỉ dừng lại ở hai sự cảm mến, thân tình, tin tưởng lẫn nhau khi cả hai anh em cùng trải qua quá trình tiếp xúc trong công việc, sinh hoạt. Theo thời gian, hình thành dần lên những cảm xúc, kỷ niệm khiến cả hai cùng nhớ và có những ấn tượng tình cảm về nhau. Với My có thể nó là tình yêu, còn với tôi, nó vẫn chỉ là một hình thái linh động, chưa rõ ràng thù hình. Các võ sinh vẫn miệt mài từng tốp thay phiên nhau lên sàn để rèn luyện đối kháng. My lúc này cũng không cần kè kè đứng bên cạnh tôi như mọi khi nữa. Bản thân dù vẫn theo dõi diễn biến của từng trận đấu, nhưng trong đầu lại đang rối tung lên vì những dòng suy nghĩ về My. Cũng như cách giải quyết cái khối tình cảm oái oăm kia sao cho triệt để và vẹn toàn nhất có thể. Cái hẹn cuối năm My đặt ra cũng gần đến rồi. Ôi, tuổi đôi mươi đang cận kề. Này này này, anh làm gì mà thất thần như vậy? Tiếng Ngọc ý ới kéo tôi về với thực tại. Cô nàng đã đến đây từ lúc nào, tay trái vẫn còn ôm khư khư túi đá bọc trên cánh tay phải buông thẳng. Có vẻ như nó ngày một sưng to hơn thì phải. Không có gì, tay cô còn đau không? Hình như là nó sưng to thêm thì phải. Hình như là thế thật, nãy giờ nó cứ tê tê vậy thôi, không đau nhưng cũng khó chịu. Ngọc vừa đáp vừa nhìn lại cẳng tay của mình. Nhà cô có mật gấu không? Cái này phải bôi mật gấu nó mới nhanh tan. Có, lát về sẽ bôi. Mà này, anh không cần phải đưa tôi về nữa đâu. Lát nữa có người đến đón tôi rồi.
Vậy còn xe của cô? Tôi lo hết rồi. Vậy nhé. Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của anh. Ngọc nói xong rồi bước đi thẳng luôn. Thế mà mày không nhắn lại luôn làm ta mất công bắt buýt đến đây. Xuân chó thở dài lười nhác nhìn theo bóng chiếc BMW đen kịt bóng loáng vừa vút khỏi tầm mắt. Vẫn là chiếc sedan mà lần trước tôi đã gặp. Tao bị động. Đến tận sát lúc về nó mới báo lại cho tao. Đạch, cưỡi bim thế kia thì nó méo thèm ghé mông lên con du ghẻ của mày là đúng rồi. Xuân chó phì phèo châm thuốc rồi ném về phía tôi một điệu cười châm biếm điêu tàn. Tôi bất giác nhìn lại bản thân từ đầu đến chân thì thấy lời nó nói cũng có lý. Trên răng dưới cả tút, toàn thân thì nhễu nhại một mùi mồ hôi đàn ông nồng đậm, chưa kể đến con ngựa giò sức sát cáu cạnh và nhỏ thó. Ngậm ra, đếch, đứa nhà giàu, hàng ngon, kiêu kỳ nào, nó thèm đi cùng là phải thôi. Mà sao ban nãy nhìn mặt cái mi nặng trịch vậy? Chắc là cãi nhau vì con bé kia phải không? Xuân choán đọc vị cũng không tồi. Chẳng có gì đâu, chắc nó đang bực chuyện gì đấy thôi. Mà mày vẫn liên lạc với cái con bé gặp ở ba hôm nọ đấy à? Tôi không muốn rông dài nhiều về chuyện của mình nên đá luôn quả bóng sang chân Xuân Chó bằng câu hỏi tọc mạch về đứa con gái mà nó mới quen trên ba cách đây vài hôm. Vẫn. Nhìn nó cũng ngon lành phết mày nhờ. Chân dài, mặt xinh, hàng lại ngon. Xuân Chó cười khẩy mô tả đối tượng mới quen. Một con bé khá xinh xắn và sành điệu chủ động xin số làm quen Xuân Chó khi nó order bàn của con bé này. Ngắt câu bằng nhịp thở dài cảm thán. Rõ ràng Xuân Chó vẫn chưa thể nguôi ngoai đi nỗi nhớ về người yêu cũ cũng như ấn tượng về cuộc tình đã qua từng một thời đầy ắp những kỷ niệm yêu thương. Lời nó nói ra ban nãy nghe có vẻ kích thích và thèm muốn, nhưng ẩn sâu trong nó lại là sự nhàm chán mệt mỏi và thiếu niềm tin vào một tình yêu nghiêm túc chân thành. Tôi chẳng muốn, hay đúng hơn là cũng chẳng biết phải khuyên nhủ nó như thế nào. Bản thân tôi còn đang vướng phải cái mớ bòng bong ngày một rối rắm mang tên Mi, thì tâm trí nào, tư cách nào đòi khuyên nhủ và giáo điều Xuân Chó chứ? Đêm hôm đó trôi qua trong sự tĩnh lặng và yên bình hiếm hoi. Không còn những tin nhắn quan tâm hỏi han giữa đêm của Mi, xem hôm nay tôi làm việc như thế nào, đã về đến nhà chưa, rồi thì chúc ngủ ngon, chúc ác mộng các kiểu như mọi ngày nữa. Giận nhau thật rồi. Nghĩ lại thì hồi tối tôi cũng có hơi nặng lời với Mi. Đã biết đó là chuyện trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Đáng lẽ tôi phải có cách xử lý khôn khéo và tế nhị hơn mới phải. Gác tay lên trán, cố đè nén những áy náy và lấn cấn trong đầu để chợp mắt sau một ngày dài làm việc mệt mỏi mà sao thấy khó khăn quá. Từng làn khói trắng đục vẩn vơ cuộn lại thành dòng, hòa tan vào bầu trời đêm tĩnh lặng. Sương đêm mùa đông đọng lại trong hơi thở, mang theo một vị ngọt ngọt tanh nồng nơi đầu lưỡi khi tôi thở hắt ra. Hơi nóng của khói thuốc, khí lạnh của đêm đông, xung khắc là vậy. Cớ sao chúng lại hòa hợp được với nhau để đem đến cho tôi cái cảm giác sảng khoái và dễ chịu như lúc này. Giá mà mọi chuyện trong cuộc đời, trong mối quan hệ giữa con người với nhau cứ đơn giản và tự nhiên như vậy, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và dễ thở hơn biết mấy. Tối nhớ đến đúng giờ nha Tuấn. Lại một tin nhắn nữa của Hằng. Đây là lần thứ hai trong ngày cô nàng nhắn tin nhắc nhở tôi về nhiệm vụ đóng thế ngày hôm nay. Lần thứ nhất là vào buổi sáng khi cả nhóm tụ tập hát karaoke mừng sinh nhật Hằng. Có lẽ vì thấy tôi uống nhiều, buổi chiều lại bỏ tiết nên Hằng lo tôi vì say mà quên mất buổi tiệc quan trọng tối nay. Sao? Hôm nay xin nghỉ làm đi đâu mà đóng thùng chỉnh tề thế mày? Xuân Chó vừa nhồm nhòm miếng thịt cắn giờ vừa lạo bạo hỏi han. Đi chơi gái. Đạch, bố đi với, đang cấn. Đi. Xong hết nhận lương tháng luôn. Đi làm lành với cái Mi à? Bây giờ kém xuống tới điểm dừng xe buýt tại một địa phận thuộc huyện Gia Lâm, tôi bắt xe ôm đi thẳng đến trang trại của gia đình Hằng theo chỉ dẫn đã được Hằng mô tả cẩn thận trước đó. Đúng là ở đâu có một nhà làm quan là cả vùng đó được nhờ. Bố Hằng theo như tôi được biết vốn là một cán bộ cộm cán trong ngành xây dựng. Vai vế chức sắc thuộc hàng cao cấp, có đai có đẳng, chẳng thế mà nguyên một con đường dài ngoằng từ ngoài quốc lộ, đường cái dễ vào tới tận cửa khu trang trại đều được phủ bằng phẳng, trơn láng như đường đô thị. Khu trang trại rộng lớn với bề ngoài là những dãy tre, trúc cao tít tắp, đan xen ngang dọc với lớp rào sắt sơn xanh, tạo nên một dãy hàng rào mang đậm phong vị thiên nhiên. Từ xa xa đã thấy nườm nượp các xế hộp bốn bánh sang trọng xuất hiện, đủ loại từ sedan, CUV cho tới SUV, mui trần. Tôi đành dừng xe ôm để đi bộ vào cho ra dáng khách khứa. Mình vào gần đến nơi rồi này. Tôi gọi cho Hằng để cô nàng ra đón.
Tuấn đến rồi à? Cứ vào đi nhá, mình dặn bảo vệ rồi. Tuấn cứ đi thẳng vào bên trong ấy, mình không tiện ra hẳn ngoài nên chỉ ở trong này thôi. Hai cánh cửa gỗ to bản sơn màu gỗ mu nâu trầm mở ra một lối đi rộng rãi dẫn vào bên trong trang trại được lát bằng loại đá xanh lục rất êm mắt và thẩm mỹ. Một tốp bảo vệ dường như nhận ra sự đặc biệt khi thấy tôi bộ hành nên chỉ đợi tôi xác nhận danh xưng là niềm nở hướng dẫn tôi đi vào khu tổ chức dự tiệc. Căn cứ vào địa thế bên ngoài và tầm mắt hiện tại, khi đã vào bên trong thì trang trại này khá rộng, được phân chia thành nhiều phân khu khác nhau theo mục đích sử dụng, sinh hoạt, tăng gia, vui chơi như là khu cây cối, hoa trái, ruộng vườn, ao hồ, khu công viên. Vì mục đích chính hôm nay là dự tiệc nên tất cả khách mời đều được hướng dẫn đi về khu chủ tọa của trang trại. Đây là một quần thể thu nhỏ của nhà nghỉ dưỡng. Ngay dưới chân của tòa nhà nghỉ dưỡng được xây dựng chủ đạo từ gạch, đá, gỗ và thiết kế theo dạng một nhà nổi ở một dòng hồ nhỏ dẫn ra tới lòng hồ trung tâm, được bao quanh bởi những bãi đất mấp mô mềm mại đã phủ xanh bằng dãy thảm cỏ xanh mướt, rất phù hợp cho việc tổ chức những bữa tiệc thiên nhiên ngoài trời như thế này. Đẹp thật, công nhận là đẹp, hoành tráng ghê à. Tôi tấm tắc thầm khen cách xây dựng cũng như quy mô và độ hoành tráng của trang trại này, không hổ là tài sản của nhà danh gia chức cao vọng trọng. Bố làm to, mẹ thì mở công ty kinh doanh buôn bán ngay giữa trung tâm phố cổ đất thánh, là con gái rượu độc nhất. Bảo sao cứ mỗi năm đi qua thì ngày sinh nhật Hằng luôn là một trong những ngày quan trọng nhất của gia đình. Bảo sao luôn có một lượng lớn những cái đuôi xếp hàng đằng đẵng đeo bám Hằng suốt từ hồi cấp 3 cho tới tận bây giờ. Ngoài sắc đẹp và học vấn thì có lẽ một phần quan trọng chính là gia thế và khối tài sản kếch xù của gia đình Hằng đủ để kích thích những đối tượng đeo bám trên ngày đêm trầu trực bằng đôi mắt khao khát và thèm thuồng. Có cái sướng nào bằng cái sướng vừa lấy được vợ đẹp, vợ ngon, lại vừa lấy luôn được tiền tài danh vọng của nhà vợ nữa không? Nghĩ tới những điều này, tôi lại bất giác tự cười bản thân. Đúng là cái thằng được tiếng mà không có miếng. Này, nghĩ gì khoái chí mà cười nhìn rõ đều vậy? Hằng bất ngờ xuất hiện hầy hầy tay tôi từ đằng sau. Đố biết đang nghĩ gì đấy? Tôi nhăn nhở bông đùa, không rõ phản ứng của cô nàng sẽ ra sao nếu biết được những dòng suy nghĩ vừa diễn ra trong đầu tôi. Đang nghĩ không biết phải tìm mình ở đâu có đúng không? Đúng rồi còn gì nữa. Chuẩn, thế mà giỏi ra phết nhỉ? Hay hôm nay là sinh nhật nên thông minh bất thường như vậy? Tôi nhận vơ luôn đáp án của Hằng. Hôm nay là ngày vui nên khen đều cô nàng một chút cũng không mất mát gì. Thôi, không đùa với Tuấn nữa. Đi, đi vào trong này với mình. Hằng vừa nói vừa dẫn tôi băng qua khu vườn cảnh, bắc qua chiếc cầu gỗ để đến với khoảng thềm cỏ rộng rãi phía trước, nơi đang được trang hoàng tráng lệ bằng những dải đèn sáng rực rỡ trên cao. Bên dưới là các khu bàn ăn trắng mịn màu kem đang được từng tốp nhân viên qua lại trang trí và bày biện thức ăn, bánh trái hoa quả và các loại rượu. Một sân khấu nhỏ nhưng đầy đủ hệ thống âm thanh và cả một dàn nhạc sống được dựng lên, trang trí xung quanh bằng những vòm cổng hoa tươi sắc mang nét hiện đại. Các khách mời hầu hết cũng đều tập trung tại đây, bắt tay chào hỏi, hồ hởi làm quen và tất nhiên là không thể thiếu những màn chúc tụng vô thưởng vô phạt để mở lời cho những câu chuyện liên quan tới công việc, tiền bạc, lợi ích, mở ô, đi đêm, hoa hồng, lại quả, vân vê và vo viên. Nhưng tự chung lại, hầu hết những con người có mặt ở đây vào lúc này đều là những nhân vật hoặc đại diện cho những thân chủ không phải hạng tầm thường. Đủ quan hệ để được gia đình Hằng mời tham dự một bữa tiệc quan trọng như thế này thì phần lớn thành phần khách mời đều là những quan chức có chức tước hoặc là các doanh nhân, ông chủ có địa vị, tổng hòa đều cùng nằm trong một nhóm lợi ích có ràng buộc liên kết để kết nối với nhau tại cái bữa tiệc này. Sao vậy? Nhìn gì thế? Không sao, Tuấn mặc thế này là được rồi, nhìn đàng hoàng và chững chạc lắm. Hàng động viên khi thấy tôi có vẻ hơi bận tâm tới ngoại hình và trang phục của mình. Quả thực dù đã có sự chuẩn bị từ trước về quần áo, nhưng vẫn có một số thứ đặc quyền dành riêng cho giới lắc mà chỉ cần vận nó lên là đủ để phân loại đẳng cấp của cá nhân giữa một tập thể hay một nơi chốn đông người. Đó là những chiếc đồng hồ đeo tay, những bộ vest thương hiệu hoặc là chiếc thắt lưng da cao cấp, những đôi giày cộp mác xịn có tới giá cả ngàn đô hay những lần rút điện thoại ra là như cầm cả cục vàng ròng trên tay, bởi đó là những chiếc vật tu mobiado sáng loáng. Nhìn trên người tôi hiện tại đang có những gì? Một chiếc áo cổ lọ tím than bọc bên ngoài một chiếc blazer chất dạm xám màu, quần âu kaki bò may đo ở dưới quê, chân vẫn đi đôi giày nhảy Đông Anh trung thành từ năm ngoái đến giờ. Nước da dù đã được đánh xi qua loa nhưng vẫn hằn lên những bụi mờ, dấu vết của thời gian cũng như chất lượng. May sao kịp nhớ ra mà cất chiếc gờ sóc cũ bạc phách vô túi quần.
Còn E71 thần thánh cũng đã được cấu hình lại chế độ im lặng. Nếu như buổi tiệc ngày hôm nay tôi đến với tư cách là bạn bè của Hằng, thì tôi đã đơn giản và ngầu hơn khá nhiều, không phải vì tự ti hay là thiếu tự tin này nọ. Nhưng việc vận lên mình cái danh người yêu của Hằng khiến tôi phải thêm phần để tâm hơn tới ngoại hình cũng như phong thái của bản thân. Phần để đẹp mặt Hằng, phần còn để vở kịch diễn ra một cách hoàn hảo nhất có thể. Lần nữa diễn thế nào đây Hằng? Tôi muốn bàn bạc qua một chút trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu. Diễn luôn từ bây giờ này. Hằng tươi cười rồi khoác lấy tay tôi, đi tới gần một nhóm con gái ở phía xa xa. Như thế này là làm sao? Tôi hơi bất ngờ vì theo giao kèo thì sự có mặt của tôi đơn thuần chỉ để dựng bình phong trước mặt người yêu cũ của Hằng. Giờ Hằng lại đột xuất cải biên như thế này quả thực khiến cho tôi đôi phần khó nghĩ và không được thoải mái. Ê, bạn tôi chả đi đâu nãy giờ mà mất hút vậy? Úi chòa, đi cùng anh chàng nào thế kia? Ái chà chà, hóa ra là nàng trốn bạn để đi bắt chàng về đây. Nhìn cái tay kìa, cái tay kìa. Năm sáu cô nàng mặt hoa da phấn, dáng vóc kiều diễm xinh đẹp như năm bông hoa tươi sắc đang thì nở rộ, đua nhau chúm chím những đôi môi hồng đỏ thắm, thánh thót vang lên những lời oanh vàng khúc khích trêu đùa bạn của mình. Tất nhiên là những kỳ quan này làm sao có thể thoát khỏi bao cặp mắt liếc nhịp từng hồi để ý của đám đàn ông xung quanh. Trẻ có, trung niên có, độc thân có mà không độc thân cũng có. Giới thiệu với các chị em, đây là Minh Tuấn, là bạn của mình. Hằng rùm rìm giới thiệu trong khi hai tay vẫn khoác hờ lên cánh tay tôi. Cô nàng này diễn được, cũng khá nhật tâm đấy. Chào các bạn, rất vui được làm quen với mọi người. Tôi từ tốn trả lời. Bạn á, phải nói rõ ra là bạn gì chứ nàng ơi. Là bạn gì mà nãy giờ cứ ôm dịt lấy người ta như thế kia. Mấy cô nàng vẫn không chịu buông tha, quyết theo đến cùng, cần một lời giải thích quy chuẩn hơn. Hằng đột nhiên ngập ngừng rồi im lặng không nói, có vẻ hơi bất thường. À, ra là vậy. Một chiếc bóng nhấp nhô chuyển động đang dần đi gần tới. Cái dáng rong ròng quen thuộc ấy xuất hiện nơi sau lưng đám bạn gái của Hằng chỉ cách chừng có vài bước chân. Khuôn mặt điển trai với hàng râu quay nón lưa thưa hiện lên một vẻ phong tình khoáng đạt, đủ sức đánh gục trái tim của mọi người con gái. Đôi mày rậm với ánh mắt điềm tĩnh không ngừng nhìn về phía tôi và Hằng tiếp nhận và đánh giá. Mình là người yêu của Hằng, mọi người gọi là bạn trai cũng được. Tôi xác nhận đáp án, giọng điệu dù khiêm nhường nhưng rõ ràng là trôi chảy, đủ để nhân vật đang đi tới gần kia nghe thấy và đoán biết được phần nào nội dung. À, thấy chưa? Tôi biết ngay mà, đã nói với các bà rồi mà. Các nàng thấy gì chưa? Nàng ấy ngầm ngầm cả năm trời rồi chọn luôn ngày này để ra mắt nửa kia kia kìa. Đẹp đôi quá ta. Tiếng hì hà rôm rả phát ra từ những bông hoa, lập tức khiến cho hai con người đang nhìn nhau nãy giờ phải để ý. Hằng ngước nhìn tôi cười nhẹ tỏ vẻ cảm kích, còn bóng dáng kia dường như hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục bước đến rồi cất tiếng. Chào mọi người, đã lâu lắm rồi không gặp, không ngờ là tất cả đều trở nên xinh đẹp hơn xưa. Vẫn là chất giọng trầm ấm truyền cảm dễ nghe ấy cất lên, cứ dùng thứ vũ khí này mà thù thà thù thì với phái nữ thì chị em nào mà chẳng siêu lòng chứ. Anh Gia Huy à, thật là anh đấy sao, hôm nay quả là ngày của những điều bất ngờ đấy. Mấy bông hoa qua một thoáng thẫn thờ như nhận ra người quen thì lập tức hồ hởi bởi câu khen xuôi tai khi nãy. Phụ nữ muôn đời vẫn như vậy. Cái tai luôn là một trong những phòng tuyến yếu đuối nhất mà đàn ông chỉ cần vài ba tấc lưỡi phối hợp cùng với ánh mắt và nhịp điệu là có thể đọc vị và răng bẫy họ thành công. Giao Huy tiếp tục đáp lại vài câu xã giao có cánh với mấy cô gái kia rồi chậm chậm hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Hay chính xác hơn là về phía Hằng. Chúc mừng sinh nhật em, chúc em luôn xinh đẹp và hạnh phúc như ngày hôm nay nhé. Giao Huy mỉm cười sau câu chúc rồi bước gần về phía chúng tôi. Chào cậu, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau có phải không? Một câu hỏi đi kèm một cái đưa tay tự tin. Vâng, lần thứ nhất là ở đám cưới của anh. Chị nhà hôm nay có đi cùng anh không ạ? Tôi bắt tay và trả lại một câu hỏi khác khiến ánh mắt Giao Huy hơi dừng lại khi chúng tôi còn đang bắt tay nhau. À, vợ tôi hôm nay có việc bận. Nên chỉ có mình tôi đại diện thôi. Cậu thật là có phước đấy nha. Không phải ai cũng có được điều may mắn bên cạnh cậu lúc này đâu. Giao Huy tự tin thả bộ từng câu nói trôi chảy. Phải công nhận là gã này có khả năng thương thuyết và diễn đạt rất tốt. Mỗi lời nói ra dù đơn giản hay hoa mỹ cũng đều êm tai, tạo cho người đối diện có cảm giác tê tê buồn buồn, cứ muốn nghe mãi lời gã nói. Câu nói cuối cùng thoát ra khỏi cửa miệng đi kèm với một cái liếc mắt ý vị dành cho Hằng.
Bắp tay tôi đột nhiên co thắt lại bởi một sự bấu víu từ đôi bàn tay của Hằng. Ánh mắt Hằng thì vẫn luôn trực diện đối diện với ánh mắt của Gia Huy. Xem ra không phải là Hằng sợ, mà vì Hằng vẫn còn một chút gì đó nặng lòng với Gia Huy. Không hiểu sao cô nàng này lại có thể sâu đậm và ám ảnh với mối tình đầu của mình đến như vậy. Phải chăng Hằng có một chút yêu đương phóng khoáng của Trà, chút cá tính nóng nảy của Ngọc, chút bất cần tự do của My thì hay biết mấy. Với những điều kiện sẵn có hiện tại, Hằng xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn về mặt tình cảm. Cảm ơn lời nhận xét chân thành và chính xác của anh. Tôi mỉm cười xác nhận luôn ý tứ của Gia Huy. Ồ, mọi người đang tề tựu lại rồi kìa, chúng ta cũng đến đó thôi chứ nhỉ. Đồng thời thay đổi luôn cái không khí đặc biệt nãy giờ bằng việc chuyển đổi ngoại cảnh. Ờ, phải rồi đó, chuẩn bị nhập tiệc rồi kìa, đi, đi thôi các đàng ơi. Mấy cô gái xinh đẹp thừa cơ theo lời tôi phát động kéo Hằng vô đám tiệc tiến về nơi bày tiệc. Gia Huy vẫn chưa vội bước đi, mỉm cười thân thiện với tôi rồi mới từ từ xoay người. Trong khoảnh khắc ấy tôi vẫn kịp nhận ra cái ánh nhìn đăm đăm, đánh giá trong đáy mắt của Gia Huy. Bữa tiệc như vậy cũng đã trôi qua được 1/3 thời gian. Rượu ngon, đồ ăn rất tuyệt từ món khai vị, món chính cho đến những món bánh kem tráng miệng. Đội ngũ âm nhạc cũng vô cùng chuyên nghiệp với dàn nhạc sống theo phong cách hiện đại của giới trẻ và giao hưởng nhảy đầm dành cho giới trung niên. Nói chung, ngoài sự công phu về dàn dựng bố trí, phục vụ chu đáo thì bữa tiệc này không để lại quá nhiều ấn tượng đối với tôi. Ngoài việc Hằng được giới thiệu gặp mặt và chào hỏi ông bà nhạc hụt, tất nhiên là với danh nghĩa bạn bè thực sự. Thì quãng thời gian tôi có mặt tại đây, chủ yếu là để thưởng thức những món ngon, bổ dưỡng, sang trọng mà ngày thường ít khi tôi được thưởng thức. Tỉ như món tôm trứng được làm khá công phu, nhấm nháp thêm một ly vang trắng chát càng làm nổi bật hơn vị ngon ngọt của từng thớ thịt tôm. Đang mải mê thưởng thức vị kem ngọt lạnh từ chiếc bánh ngọt, thì tôi bỗng khựng lại, cứng hàm vì sự xuất hiện của hai con người. Hai người đàn ông, tầm 25-30 tuổi, đang từ từ đi đến ở phía đối diện. Không. Chính xác thì tôi chỉ để ý tới một người thôi, vì khuôn mặt của người này khá giống. Quả thực là rất giống, những đường nét trên khuôn mặt này gợi cho tôi đang liên tưởng tới một người. Trần gia đang ngày càng lớn mạnh. Bố tôi. Điều này từ cách đây 2 năm. Không thể tránh khỏi. Tôi vô tình nghe được lờ mờ vài câu đối thoại khi hai người này đi ngang qua. Vẻ mặt của họ đều hiện lên những nét nhíu mày đăm chiêu. Trần gia là dòng dõi danh gia vọng tộc nào nhỉ? Đám cưới của chú rể Trần Gia Huy và cô dâu. Người yêu cũ của Hằng là Gia Huy cũng mang họ Trần. Căn cứ theo lời Hằng nói thì dạo này công ty nhà Gia Huy đang có việc qua lại nhờ cậy bố Hằng nên mới có sự xuất hiện của anh ta ở bữa tiệc này. Liệu có chăng là... Ôi, mình tò mò quá lại đâm lẫn cái tính xấu bới móc vào người rồi. Tôi thẩm trách cái tính tò mò không đâu. Không phải việc của mình, không liên quan đến mình thì quan tâm làm gì chứ. Tặc lưỡi nhấp một ngụm rượu vang. Tôi thả bước tàn bộ thăm thú xung quanh cho tâm hồn được thư thái. Bữa tiệc giữa những con người quyền chức, địa vị, kể ra cũng có cái hay của nó. Không có sự làm phiền nào giữa những người xa lạ, nếu như họ không cố ý bắt chuyện với nhau. Nhiệm vụ diễn xuất của tôi cũng vì vậy mà nhẹ nhàng đi đôi chút. Hằng có đông bạn bè, anh em và người thân. Vì vậy sự ly khai của cô nàng cũng là một điều tốt để không ai chú ý đến tôi. Màn ước nguyện thổi nến và cắt bánh cũng đã xong. Bữa tiệc đến lúc này coi như đã đi được 2/3 thời gian. Giờ chỉ cần qua nhà tìm Hằng, ghé nhỏ tai cô nàng thì thầm tỏ vẻ tình cảm, mà thực chất là báo về là hoàn tất nhiệm vụ tối nay của tôi. Kia rồi. Hằng kia rồi. Tôi định thần đoạn bước về phía Hằng, thì bỗng nhiên một tiếng nói trầm ấm cất lên từ sau lưng. Sao cả buổi mà cũng không thấy cậu ở bên Hằng vậy? Gia Huy vừa hỏi vừa nhấp một ngụm rượu vang rồi gật đầu ra hiệu là rượu ngon. Tình yêu cũng giống như ly rượu trên tay anh vậy. Phải biết nhấm nháp, từ từ thưởng thức mới cảm nhận được vị ngon sâu của nó. Tôi đáp lại nhanh gọn và cũng kết thúc bằng một ngụm rượu vang. So sánh rất hay, rất chân thực. Xem ra cậu đủ thú vị để yêu được Hằng đó. Vẫn là cái điều cười mỉm tự tin mà đôi khi là tự phụ. Méo hiểu thằng cha này phỉnh gì mà Hằng lại bị dư chấn vì gã đến như vậy. Chẳng lẽ gã này có ngón nghề hành sự độc đáo tới mức chị em nào dính vải cũng u mê đến không thể dứt ra nổi ư? Hey, Gia Huy, anh cũng có mặt ở đây hả? Tôi còn đang luyên thuyên với những suy nghĩ trừu tượng của mình thì một giọng nói sang sảng từ đằng sau bỗng cất lên. Chính là người đàn ông có khuôn mặt đặc biệt khi nãy. Nhìn cận mặt lúc này thì y cũng khá khôi ngô, sáng sủa, thân hình cao ráo. Tuấn vĩ thẳng tắp, tính ra cũng phải cao hơn tôi vài phân. Ồ, ra là Khôi Nguyên, ông chủ tương lai của Trịnh gia đây mà. Gia Huy thay đổi sắc thái, tươi tỉnh trong giọng nói rất nhanh,
khiêm nhường dành những lời có cánh cho nhân vật Khôi Nguyên vừa mới xuất hiện. Quá đề cao rồi, quá đề cao rồi. Nói vậy thì tôi cần phải để mặt cậu cả Gia Huy của Trần gia lắm. Người tung kẻ hứng, đối qua đáp lại những lời sao rỗng giả tạo. Đây là một trong những điều tôi rất ghét, nhưng cũng xác định là cần phải học và thích nghi ngay từ bây giờ nếu muốn đứng vững và sống tốt trong nghiệp kinh doanh sau này. Vì này là... Khôi Nguyên lúc này mới chuyển sự chú ý về phía tôi. Tôi cũng là khách mời thôi, vô tình đứng đây thưởng rượu cùng vị này. Tôi nhanh chóng đánh giá tình hình hiện tại. Gia Huy chính là thiếu gia của Trần gia như họ Trịnh kia ban nãy có nhắc tới. Cứ nhìn thái độ nâng bi mà thực chất là đòn gió với nhau nãy giờ thì khả năng công ty của cả hai nhà đang có sự cạnh tranh hoặc xích mích với nhau về mặt lợi ích kinh doanh. Cả hai cùng tham gia bữa tiệc này hiển nhiên đều chung một mục đích làm thân với bố Hằng để tìm kiếm cho riêng mình một chiếc ô dưới sự bảo hộ tuyệt đối từ bố Hằng và những mắt xích dây chuyền trong hệ thống. Vậy nên tốt nhất là không nên khai thật mối quan hệ của mình với những đối tượng đang dính tranh chấp như nhà họ Trịnh, đồng thời cũng không được hớ hênh mà để lộ chút gì vai diễn của tôi với Hằng. Chỉ có cách trả lời chung chung lửng lơ với chủ thể là khách mời giúp tôi bảo toàn được thân phận của mình. Hai người chắc là quen biết nhau từ trước, vậy tôi xin nhường đất. Tôi tự tiện ly khai vì suy cho cùng cũng chẳng ai có quyền hỏi han hay dò la gì về tôi. Trả lời câu hỏi vừa rồi của Khôi Nguyên chỉ vì nó quá đỗi bình thường tới mức trực diện. Cộng thêm sự có mặt của Gia Huy mang một vẻ dò xét như chỉ trực tôi hở sườn là bắt thóp để giở trò với Hằng. Đến lúc này thì đây là những gì tôi đọc vị ra từ ý đồ tiếp cận gia đình Hằng của Gia Huy. Không rõ đúng sai thế nào, nhưng theo giác quan mách bảo thì Gia Huy không phải là một người thực sự tốt, càng không phải là một người đơn giản nếu không muốn nói là nguy hiểm nếu phải đối đầu với gã. 9 giờ kém tối, sau khi đã tạo dáng, tự sướng vài bức hình chụp chung với Hằng và cả nhóm bạn của Hằng, tôi ghé tai thủ thì đúng theo kịch bản, rồi để Hằng khoác tay tiễn về trong tiếng xì sầm trêu đùa rôm rà của đám bạn. Chúc mừng sinh nhật Hằng một lần nữa nhé. Ăn khỏe trong lớn và cứ mãi xinh đẹp như thế này. Mình cảm ơn Tuấn nhiều nhé. Thực sự là rất cảm kích đấy. Ban nãy mình có làm gì để Tuấn phải ngại không? Ôi dạ, da mặt mình dày lắm. Có biết ngại bao giờ đâu. Vậy nhé, Hằng vào với các bạn đi. Mình về đây. Sao mày bảo là hôm nay đi chơi với cái Mi mà? Xuân Trót chặn tôi trước cửa bằng câu hỏi ngắn gọn. Ờ không, tao nói vui vậy thôi. Mà sao, có chuyện gì? Chết mẹ, cái Mi nó đến đây. Tao đếch biết nên cứ thật thà trả lời thôi. Xuân Trót nhún vai, nghệt mặt tỏ vẻ vô can. Ôi cái đạch, ông hại tôi rồi ông ơi. 4 cuộc gọi và 2 tin nhắn hỏi han chúc ngủ ngon được tôi gửi đến Mi ngay trong buổi tối hôm đó. Đổi lại không có lấy dù chỉ là một tin nhắn hồi âm trở lại. Cả ngày hôm sau cũng vẫn không có hồi âm gì từ Mi. Đã giận nhau thì chớ, nay lại thêm chuyện hiểu lầm vô duyên này. Thôi thì để đến tối gặp nhau vậy. Người yêu ông hôm nay không đi tập cùng hả? Ừ. Tôi trả lời cụt ngủn khi thằng bạn đồng môn quan tâm hỏi han. Vậy là đã tròn một ngày tôi và Mi giận nhau. Đến giờ sau gần 10 cuộc gọi nhỡ cùng 5 tin nhắn mà cũng chẳng thấy Mi đoái hoài gì tới chuyện hồi âm. Ngày mai có lẽ phải qua tận nhà xem thử tình hình thế nào thôi. Một chút lo lắng và nóng ruột cởi lên trong lòng tôi. Tại quán bar. Lâu lắm rồi anh mới ngồi uống với chú đấy, anh Dũng nói. Có 1 tháng rồi đấy anh nhỉ. Dạo này làm ăn có tốt không anh? Mà hôm nay lại đi chơi một mình thế này. Ở nhà buồn quá nên qua thăm hai chú chút thôi. Định rủ thêm mấy thằng đệ nữa đi cùng mà chúng nó rảnh ràng quá. Anh có dùng gì khác không để bọn em lấy cho? Dùng mãi chi vát, nhạt giọng lắm anh ạ. Xuân Chó nói. Thế lấy anh chai whisky đi. Xuân Chó vừa rời bước vô quầy rượu thì tôi cũng phải đi nhận order tại một bàn khác. Còn đang mải lúi húi ghi ghi chép chép thì bỗng, cục, xoàng, tiếng chai lọ vỡ loảng xoảng vang lên. Đánh nhau kìa! Tiếp theo là những tiếng hò hét the thé, inh hỏi của bọn con gái vang vọng đến chói tai. Tiếng động phát ra từ phía gần chỗ anh Dũng thì phải, và anh Dũng lúc này... Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Dòng Đời Nổi Trôi. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 11 với những diễn biến đang cực kỳ gay cấn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.